Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bến Tre phối hợp Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cấp nước ngọt tập trung từ giếng quan trắc nước dưới đất thuộc mạng lưới quan trắc quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn xã An Khánh và các vùng lân cận tiếp cận trữ đủ nguồn nước sạch, nước ngọt cho nhu cầu ăn uống trong cao điểm mùa khô, nguồn nước mặt bị xâm nhập mặn. Điểm quan trắc nước dưới đất quốc gia Q630 tại tỉnh Bến Tre đặt tại địa bàn ấp An Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Hệ thống với 7 công trình, trong đó có 3 công trình có thể khai thác nước phục vụ ứng phó tình hình hạn mặn có số hiệu Q630050 có độ sâu 309m, Q630060 có độ sâu 363m và Q630070 có độ sâu 450m. Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bến Tre đã hoàn thành lắp đặt thiết bị khai thác nước dưới đất từ giếng quan trắc số hiệu Q630060 để cấp nước miễn phí cho người dân phục vụ nhu cầu thiết yếu, ăn uống và công suất khai thác khoảng 3,5 mét khối trên giờ. Chất lượng nước tại các giếng khoan cho thấy đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn Việt Nam 09/2023, Bộ Tài nguyên Môi trường. Cái mùa hạn mặn như năm 2019-20 thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã triển khai rất đồng loạt rất nhiều cái trạm cấp nước để cho bà con cung cấp cho bà con vùng hạn mặn đấy, và trong đấy có Bến Tre thì cái dự án hiện nay mình đang đứng tại cái điểm 603-630 ở Châu Thành Bến Tre này thì là đây là một cái điểm quan trắc đánh giá về cái chất lượng và diễn biến tài nguyên nước ở trong vùng đấy, và với cái sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường trung tâm thì cũng đã chúng tôi và cùng với trung tâm sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn của Bến Tre đã cùng nhau để lắp đặt cái thiết bị để cung cấp cái nước để cho phục vụ cho bà con trong cái lúc khó khăn về cái hạn mặn này. Trước khi cung cấp cho người dân, nguồn nước dưới đất được lọc qua hệ thống lọc, có 2 máy bơm có công suất cung cấp 300 mét khối ngày đêm. Thời gian cấp nước từ 8 đến 11 giờ và 14 đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 năm 2024. Đến khi độ mặn giảm dưới 0,5 phần ngàn, cũng như đến khi người dân không còn nhu cầu sử dụng. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về địa điểm, thời gian cấp nước, rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn xã cũng như là các xã lân cận để nắm bắt được, để thuận lợi trong cái việc đến lấy nước ngọt. Xã theo dõi và tránh cái trường hợp là đẩy cái giá vận chuyển chi phí từ cái điểm cấp nước ngọt đến hộ dân cao bất thường. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để người dân có cái điều kiện thuận lợi nhất tiếp cận cái nguồn nước ngọt miễn phí này. Việc đưa vào sử dụng nguồn nước dưới đất là giải pháp tình thế cho người dân trong mùa hạn mặn. Trong thời gian tới, tùy theo diễn biến xâm nhập mặn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bến Tre tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam khai thác 2 công trình quan trắc có số hiệu Q630050 và Q630070 để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, trữ đủ nguồn nước sạch ngọt cho nhu cầu ăn uống.